nào để lưu lại thông tin của khách hàng thân thiết? Đầu tiên, chúng ta sẽ mở máy bằng password admin. Chọn customer. Sau đó, add a customer. Nhập những thông tin quan trọng của khách hàng, ví dụ tên, số phone, email, ngày sinh nếu cần. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lưu lại thông tin bằng cách bấm nút save ở góc trên bên phải. Sau đó nếu khách hàng thân thiết quay lại và thanh toán, chúng ta có thể vào chọn vào profile tên khách đã tạo. Bấm sale và thực hiện thao tác thanh toán như bình thường.